Người lạ đúng không? Ê! Thôi là hồ sơ. Nói ông cụ. Ôi nội. Nội giác gan. Bà ơi. Nói anh tiếp bà ơi. Gì cha? Trời, tự nhiên bà la sao mà em nổi da gà hết rồi trời. Ai biết đâu. Cái thằng trên trời người ta làm chứ mà mình làm hả? Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại thành phố Long Xuyên của tỉnh An Giang. Ngày hôm nay là một ngày mưa và Bùi Hồ gặp và anh Nguyễn Giang bắt gặp một hình ảnh cực kỳ xúc động. Đó là một bà cụ ngồi co go trên một cái vỉa hè của một góc đường. Và không biết vì sao bà lại co go như thế này. Thì Bùi Hồ mời cô bác quý anh chị cùng với Bùi Hồ đi gặp để tâm sự với bà cụ một tí xíu ha. Không biết phải bà cụ không ta? Trời ơi. Phật. Ê! Thôi là hồ sơ. Nổi ông cụ. Ôi nổi. Nổi giác gan. Bà ơi. Nói anh tiếp bà ơi. Gì cha? Trời, tự nhiên bà la sao mà em nổi giác gà hết rồi trời. Ai biết đâu. Cái thằng trên trời người ta làm chứ mà mình làm hả? Trời ơi. Ôi, sao, sao tự nhiên mà cái bệnh này sao em sợ chứ trời. Bà ơi. Hết hồn không? Ừ. Bà có đói bụng gì không bà? Có cơm nè bà ơi. Cơm. Không. Đi nước nha. Không. Ôi cần đi ở đây người ta có rồi. Ta theo điện nước người ta nhà rồi. Không biết tự nhiên mình gặp cô cái cô làm một khác chứ mình giật mình trời. Ui, nổi cho gà hết, không biết sao. Cô ơi à, con tâm sự với cô tí được không? Cô ơi, cô không muốn nói chuyện với ai hết trơn á. Nhà cô ở đâu á? Nhà ở đâu kệ tôi. Nó ta chạy trên đường này gì sao không hỏi. Tại vì con thấy cô mặc áo mưa, sợ cô lạnh kìa. Thôi đi dựng cái đi. Chị ai để biết đi cha. Tối cô ngủ ở đâu cô? Cô ngủ ở đâu cũng được hết trơn á. Trong mưa thì là cô ở đâu cũng được hết trơn á. Dạ. Con có hút thuốc không? Con có thuốc nè. Nhà của chú quá gì? Mở cửa chú đi vô đi. Chứ ta đâu có dành đâu. Dạ, con đâu nói cô dành đâu. Trong mưa hả? Quê mình ở đâu cô? Quê tôi ở đâu kệ tôi. Không là làm gì mà ông không giỏi dữ à? Con không theo dõi cô. Cô có càng gì tụi con giúp chưa? Ai? Không. Cũng có cần. Mình có đừng có đi theo. Đã tôi nói thôi đừng có đi theo. Anh nghĩ thuyết phục cô được không? Có lẽ là theo chọn đi. Thấy bà cũng tội nghiệp chứ không phải gì cũng lớn tuổi rồi. Khi co go theo mấy hiên đó. Đúng rồi. À, nhìn thấy hành động bà nãy giờ đó. Bà con cũng đã thấy rồi. Cũng khá là tội ha. Cũng mọi người cũng thông cảm nha. Coi có gì khó khăn là giúp cho cô được cái gì giúp nha. Hình như là cô sợ người lạ đúng không? Ô cô làm rớt đồ. Rớt đồ cô. Cô rớt đồ, rớt đồ. Trời ơi, cô đánh vô cái bọc ở trong con trung á mà sao tự nhiên mình thấy mình sợ ghê trời. Em không hiểu tại sao á mà mình sợ cô quá. Mình thấy mưa nè, thấy trường áo mưa của cái bịch. Là trên đoạn đường anh em á đi từ trên đó về chạy gặp cô trên mấy hiên này nè.
Rồi sau đó là muốn tiếp cận với cô, tìm hiểu hỗ trợ cô, biết hỏi để cô ở đâu để có thể là đưa cô về, hoặc là mua một hộp cơm gì đó cho cô ăn ấm lòng hơn. Chứ thật ra là anh em cũng không có một ý gì khác hết á. Trời ơi trời, cô làm hết hồn luôn cô bác quýnh chị. Giật mình luôn. Thôi bây giờ qua đó không? Đi theo một tí xíu đi. Nhưng mà thật ra là ai cũng có một cái quyền riêng tư cả. Thì Bùi Hồ với lại anh Nguyễn thì cũng không có muốn là mình xâm chiếm vô cái quyền riêng tư của người ta. Tuy nhiên đây là anh em muốn tìm hiểu đấy, ví dụ như nhà bà ở đâu nè, rồi người thân mà có thể tìm lại, biết bà đi lang thang gì đó, có thể qua thước phim này có thể gặp được bà, rồi có thể đưa bà về. Ví dụ như bà không có ổn định á thì được, có thể chú biết bà cô này không? Không. Đây hả? Quen với là Khánh hả? Dạ. Chú không biết cô này hả? Không, không biết rồi. Con thấy cô này có hành động kỳ kỳ quá à. Ờ, người ta cũng bụi đời mà. Bụi đời. Nhớ lúc quên. Dạ. Cũng như là không bình thường, có lẽ là chia sẻ một đoạn cho mọi người đi. Rồi. Thấy hình ảnh của cô đó, có lẽ là người thân, bạn bè gì. Nhằm khi là bà bỏ nhà đi, con cái kiếm không có cũng không chừng đó. Bây giờ mình lại tí xíu nữa đi ha. Hình như là chắc cô không chịu rồi. Nhưng mà anh Nguyễn ở đây là có thường thấy bà không? À, cũng ít lắm. Tại cái anh xe ôm đấy, ta cũng nói là bà cũng hay ở bờ bụi gì đó. Dạ. Thì chủ yếu là chia sẻ lên cho mọi người thấy cái hình ảnh của cô ra. Có lẽ là người thân cho họ ta thấy đón cô về. Bùi Hồ nói một lần nữa là không có muốn làm ảnh hưởng đến cuộc sống của ai cả, vì mình không có cái quyền đó. Tuy nhiên là mình muốn hỗ trợ bà đi đây là bà lại ngồi đây nữa nè. Bà gặp mình hình như là bà sợ, bà làm một cái hành động để cho mình kiểu là mình không có tiếp cận bà được. Nhưng mà thật ra là mình không dám luôn. Thôi mình cố gắng đi để cho mọi người thấy cũng như là cả kẻ hình ảnh của bà đó. Để cho người thân, ta cũng trông ngóng, ví dụ đi người thân cũng không ai muốn người thân mình đi ra ngoài sống bờ bụi đâu, phải không? Đúng rồi. Nhưng mà bà không phải là dân địa phương ở đây đúng không? Không, không. Thì nhiều cái trường hợp cũng như là anh em cũng hay chia sẻ là cũng được người thân để mà đón nhận. Hôm nay cũng gặp cô như thế này, có thể là mọi người cũng hoan hỷ ha. Thấy hình ảnh của cô có thể là chia sẻ cho mọi người cùng xem để có thể là đón cô về để mà điều trị ha anh chị. Zoom gần gần lại, đừng có tiếp cận bà, anh chỉ zoom gần gần lại để cho người thân có thể tìm được bà. Ôi, coi chừng bà dục cái gì á. Ghê. Ôi, bà hung hăng lắm. Bởi vì một điều là cố gắng để mình tiếp cận đây. Thấy cô cũng khá là tội, chứ không phải là mình đến mình làm phiền, chủ yếu để giúp cô, để cho mọi người như là người thân đó. Vừa rồi trong cái trường hợp này cũng chia sẻ cho mọi người đó, cũng mấy trường hợp để mà người thân để mà đón, giống y chang như cô này sống nhà hoang bờ bụi, chia sẻ lên là trong vòng 2 ngày 3 ngày có thể người thân đến đón. Cũng mong được cái duyên lành cho cô này được người thân đến đón ha mọi người. Đây là cô nè cả nhà. Không biết là bây giờ thôi, cô chắc có lẽ là cô không đồng ý à. Nhưng mà qua cái đoạn clip này đó thì thật ra là qua đoạn clip này thì chắc có lẽ là cô bác quý anh chị thấy được rằng cái thái độ của cô là cô không có cầu thị để mà tiếp xúc với mọi người. Nhưng mà mong rằng á, người thân có thể gặp được bà, đưa bà về. Vì mình nghĩ rằng bà, cái trạng thái thần kinh của bà nó không được ổn định. Và một người già mà lớn tuổi, khoảng bà thì khoảng ngoài 60 rồi, thì đi ngoài đường mà tối ngủ bờ ngủ bụi thì rất là dễ bị cái tình trạng là lạnh nè. Ở bà thấy bà mặc 2-3 cái áo mưa rồi lạnh nè, thứ hai là phải ngủ ở ngoài đường nó là nguy hiểm nữa. Cái anh xe ôm mà cũng thấy thường xuyên mà. Mà không biết bà ở đâu. Thật ra là không biết tại sao là khi bà làm cái hành động đó mình rất là sợ luôn đó. Và anh em đi đến đây thì để chia sẻ hình ảnh này. Và tiếp theo thì chắc có lẽ là cô bác quý anh chị sẽ gặp một cái nhân vật khá là quen thuộc và đáng thương ngay tại thành phố Long Xuyên vào một buổi tối như thế này nữa.
ông bà làm cái gì á? Nói chung là cũng bất thường. À. Nếu mà bình thường anh em cũng không đi theo làm gì, đúng không Hồ? Dạ đúng rồi. Ông bà làm gì nữa anh? Bà đi ngang đường hay sao á? Trời ơi, tội bà quá. Ôi. Thôi thì mình cũng đi theo chân của bà đến đây thôi. Chứ còn bây giờ để tiếp cận gần hơn nữa thì không biết làm sao luôn á. Theo anh Nguyễn thì mình không nên tiếp cận nữa. Chỉ đưa hình ảnh bà lên để mà có thể biết người thân đưa bà đi về. Để mà có thể là giữ bà lại để chăm sóc cho bà. Thật ra là mục đích duy nhất là muốn hỗ trợ bà. Ví dụ như bà là người vô gia cư á thì sẽ hỗ trợ hộp cơm rồi có thể là cho chỗ ở. Còn nếu như mà... Chỏ gói trên cái bịch giống như y nãy gì đó. Giống như là mình cảm giác mình thấy bà bực tức cái vấn đề gì đó. Mặc dù mình đứng ở xa rồi mà. Ờ. Bà đâu có thấy đâu. Bà đang ngồi trên cầu hả? Ờ. Ngồi giữa cầu á. Giống như cái bệnh lý gì đó, con người á. Mình xác định lại một lần nữa là cái trạng thái thần kinh của bà là không có bình thường. Ở nơi này là ở phố Long Xuyên nha mọi người. Ở đây là ngay tại thành phố Long Xuyên, phường gì anh? À, bên đây thì cầu Hoàng Diệu. Cầu Hoàng Diệu. Kia phường Mỹ Bình. Dạ. À, bên đây là phường Mỹ Long. Nếu như mà ai mà thấy người cha người mẹ của mình mà lầm lũi trong đêm như vậy á thì ai mà không thương xót. Cô bác của anh chị biết thì có thể chia sẻ để cho những người thân á, người ta sẽ tìm gặp mẹ của mình hoặc là bà của mình lầm lũi trong đêm. Có thể đây là một trong những cái trường hợp mà người ta sẽ mổ vì cái gì đó, cú sốc gì đó, bị tâm lý rồi bỏ nhà ra đi, rồi bị sự cố đến thời điểm bây giờ luôn. Thôi mình sẽ chia sẻ đoạn clip này đến đây ha. Còn bây giờ thì chắc có lẽ xin chào, hẹn gặp lại cô bác của anh chị ở video clip sau.